mạng từ việc chê nhau hát dở trong đám cưới. Thấy anh bị dây đánh, người em vào can và bị đâm tử vong. Chiều 27 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Giang, 18 tuổi, trú xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, để điều tra hành vi giết người. Trước đó, đêm 25 tháng 2, Giang và nhóm bạn đi dự đám cưới ở xóm 3, xã Nghĩa An. Trong lúc hát tại đám cưới, hai nhóm thanh niên, xóm 3 và xóm 10B, cự cãi chê nhau hát không hay và rút micro dẫn đến mâu thuẫn, xô xát nhau. Nhóm thanh niên xóm 10B đã dây đánh Võ Văn Lưu, 22 tuổi, ở xóm 3. Võ Văn Truyền, 18 tuổi, em trai Lưu vào căn ngăn. Lúc này, Giang không ngừng tay mà dùng dao tấn công Truyền hai lần, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Truyền được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết đâm quá sâu nên không qua khỏi. Phần Lưu cũng bị đánh trọng thương. Sau khi bắt giữ được Giang, cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn đã bàn giao cho BC45, công an tỉnh Nghệ An, tiếp tục điều tra vụ án. Việt Kiều Canada bị đâm chết trước ngày cưới. Khi biết đánh nhầm, em đã xin lỗi rồi, nhưng do bị đánh lại nên em cầm dao đâm loạn xạ, Khánh khai. Tối 27 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa cho biết. Cùng ngày, đơn vị này đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh Khánh, 23 tuổi, trú xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, về hành vi giết người. Chiều 5 ngày trước, Khánh cùng Nguyễn Tấn Thành, Võ Văn Thái và Trần Văn Toàn cùng trú xã Vạn Khánh rủ nhau ra suối Sung ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh để nhậu. Tại đây, nhóm Khánh xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau với một nhóm khác đang nhậu bên cạnh. Sau khi được can ngăn, nhóm Khánh bỏ về trước với ý định chặn đường trả thù. Khoảng 10 phút sau, Khánh phát hiện nhóm thanh niên đi từ suối Sung ra, gồm anh Võ Đình Toàn 36 tuổi, Việt Kiều Canada, Võ Duy Đông 32 tuổi và Nguyễn Minh Phú 31 tuổi cùng trú xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh nên đuổi theo. Khi bắt kịp, Khánh xông đến đánh anh Đông, nhưng khi biết mình đánh nhầm, Khánh chủ động xin lỗi người này. Không bằng lòng, Đông xông vào đánh Khánh. Thấy vậy, Võ Văn Thái rút dao trong người đưa cho Khánh để đánh trả. Nam thanh niên cầm dao đâm loạn xạ, khiến anh Toàn, Phú và Đông bị thương nặng. Khi thấy cả ba gục xuống, nhóm Khánh lên xe máy bỏ trốn. Được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết đâm thấu bụng, anh Toàn tử vong tại bệnh viện. Đông và Phú được cứu sống, biết nạn nhân đã chết. Sáng 23 tháng 2, Khánh đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi. Khi biết đánh nhầm, em đã xin lỗi rồi, nhưng do bị đánh lại, nên em cầm dao đâm loạn xạ, khiến anh Toàn tử vong, Khánh khai với công an. Theo người nhà, nạn nhân Toàn đang định cư ở Canada, Tết năm nay anh về thăm người thân, cũng là dịp anh làm đám cưới với người yêu trú ở xã Vạn Long. Người chồng trong vụ nổ hầm cầu ở Bình Dương nguy kịch. Anh Phong nhập viện trong tình trạng bỏng đến 96% diện tích cơ thể. Bác sĩ tiên lượng bệnh nhân khó có khả năng hồi phục. Chiều 27 tháng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tích cực điều trị cho hai vợ chồng bị phỏng nặng. Đây là hai nạn nhân trong vụ nổ ở một phòng trọ tại khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa phỏng phẫu thuật tạo hình, trưa cùng ngày, bốn người trong gia đình anh Lê Thanh Phong, 37 tuổi, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng. Anh Phong bị bỏng 96% độ 2-3, 57% độ 3 kèm theo bỏng hô hấp, đang được điều trị trong phòng cách ly đặc biệt. Bác sĩ tiên lượng bệnh nhân khó hồi phục. Chị Trương Thị Hồng Đào, 34 tuổi, vợ anh Phong, bị bỏng 47% độ 2-3, 20% độ 3, tiên lượng tốt, tỉnh táo, có thể nói chuyện được. Hai con 10 tuổi và 5 tuổi của bệnh nhân bị bỏng độ 2 với diện tích nhỏ hơn 20%, tiên lượng tốt. Hiện các cháu đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 tích cực điều trị. Bác sĩ Hiệp cho biết khi nhập viện, chị Đào nói với bác sĩ bị bỏng do bình ga tủ lạnh phát nổ. Lát sau, tôi hỏi lại nguyên nhân bị bỏng thì nữ bệnh nhân im lặng, vì vậy chưa kết luận được vụ việc, bác sĩ Hiệp nói. Các bác sĩ đang điều trị kháng sinh, chống sốc bỏng, truyền dịch, bù điện giải, thay băng vết thương. Trước đó, 5 giờ sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ của gia đình anh Phong nên chạy đến. Tại hiện trường, hai người lớn, hai trẻ em nằm bất động, vật dụng trong phòng bị sức ép của vụ nổ gây hư hỏng, mái tôn bị thổi bung. Những người bị thương sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hút thuốc lá khi đi toilet hầm cầu phát nổ khiến 4 người trong một gia đình bị thương. Trong lúc đi vệ sinh, anh Phong bật lửa hút thuốc lá khiến khí ở trong hầm cầu bắt lửa phát nổ, làm 4 người trong một gia đình anh bị thương nặng. Khoảng 5 giờ ngày 27 tháng 2, người dân nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ căn phòng số 8 ở dãy trọ nằm trên đường Lê Hồng Phong, khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Khi đến gần kiểm tra, người dân phát hiện 4 nạn nhân, gồm anh Lê Thanh Phong, 38 tuổi, ngụ Vĩnh Long, chị Trương Thị Hồng Đào, 34 tuổi, vợ của anh Phong, và hai con của anh Phong là Lê Danh Khôi, 10 tuổi, Lê Thị Kim Hân, 5 tuổi, đang nằm bất động với nhiều vết thương trên người. Người dân địa phương nhanh chóng đưa cả 4 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh và trình báo cho cơ quan chức năng. Theo quan sát, phòng trọ xảy ra vụ nổ ở gần cuối dãy trọ, nằm sâu trong một con hẻm, sức ép từ vụ nổ khiến mái tôn của một phòng trọ bị nổ tung, đồ dùng trong nhà bể nát, vương vãi khắp nơi. Bước đầu, nguyên nhân vụ nổ được xác định là do anh Phong bật lửa hút thuốc lá khi đi vệ sinh. Lúc này, khí ở trong hầm cầu bắt lửa phát nổ làm thủng mái tôn của phòng trọ, hắt văng anh Phong ra ngoài và khiến vợ con của anh bị thương. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ việc. Lén xây tượng bà chúa xứ thứ hai trên núi Sam. Dù Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn hỏa tốc yêu cầu ngừng xây dựng hạng mục công trình tượng bà chúa xứ trái phép trên núi Sam, nhưng công ty Mega vẫn lén cho công nhân thi công vào buổi tối và đến nay tượng gần như hoàn thiện. Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc công ty trách nhiệm hữu hạn Mega Việt Nam xây dựng tượng bà chúa xứ thứ hai trên núi Sam thuộc phường núi Sam, thành phố Châu Đốc, An Giang. Tượng bà chúa xứ gắn liền với nhiều truyền thuyết dân gian vẫn truyền tụng nhau rằng ngày xưa tượng bà chúa xứ ngự trên đỉnh núi Sam, sau đó dân làng phát hiện nên khiêng tượng xuống núi. Kỳ lạ là mấy trăm người khỏe mạnh nhưng vẫn không thể di chuyển được tượng, sau đó dân làng chọn ra 9 cô gái đồng trinh mới khiêng được tượng từ đỉnh núi xuống chân núi và đưa vào miếu thờ cúng. Những năm gần đây, miếu bà chúa xứ ở Châu Đốc đã trở thành chốn du lịch tâm linh, mỗi năm thu hút hàng triệu người du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đặc biệt là lễ hội vía bà chúa xứ vào tháng 4 âm lịch. Gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Mega Việt Nam đầu tư hàng ngàn tỷ đồng xây khu du lịch văn hóa tâm linh bà chúa xứ núi Sam, trong đó có hệ thống cáp treo lên núi Sam đã thu hút sự quan tâm của người dân, du khách. Tuy nhiên, trong 2 tháng này, người dân du khách ngỡ ngàng trước thông tin công ty Mega lén xây tượng bà chúa xứ thứ hai trên núi Sam. Một số người dân địa phương rất bức xúc cho rằng, như vậy, lễ phục dựng rước bà chúa xứ từ đỉnh núi xuống chân núi đâu còn ý nghĩa, tượng đã an vị trong miếu lâu nay, giờ lại có thêm tượng bà chúa xứ thứ hai trên núi và trái với truyền thống, trái với tín ngưỡng lâu nay. Cụ thể, trong tháng 2 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc phát hiện công ty Mega xây dựng tượng bà chúa xứ trái phép trên núi đã ngăn lại, sau đó báo sự việc về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 13 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn hỏa tốc yêu cầu công ty này tạm ngừng thi công xây dựng hạng mục công trình tượng bà chúa xứ kể từ ngày 14 tháng 2 và dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo mỹ quan cho khu vực. Nhưng ngày 21 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc kiểm tra lại thì phát hiện công nhân của công ty Mega lén xây tượng trong các buổi tối với chiều cao hàng chục mét và tượng bà chúa xứ tư thế ngồi đã gần như hoàn thiện. Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đã lập biên bản đình chỉ công trình, đồng thời yêu cầu công nhân của công ty không được lén lút thi công. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh An Giang trước đó ngày 7 tháng 2, Sở đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch việc doanh nghiệp đề xuất xây tượng bà chúa xứ thứ hai trên núi Sam và Bộ đồng ý chủ trương cho xây dựng, nhưng nêu rõ các lưu ý như phân tích, làm rõ hướng và quy mô xây dựng tượng nhằm đảm bảo phù hợp với vị trí cảnh quan khu vực, làm rõ việc kết nối vị trí xây dựng tượng với tuyến tham quan di tích và các công trình hiện có trong khu vực này, tổ chức thông tin rộng rãi tới nhân dân, chính quyền địa phương và các nhà khoa học để xin ý kiến, tạo sự đồng thuận trước khi phê duyệt triển khai.
Theo ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh An Giang, doanh nghiệp thay vì làm các thủ tục xin phép xây dựng thì lại đi xây dựng tượng bà chúa xứ thứ hai trên núi mà không kết hợp với chính quyền địa phương, tham khảo ý kiến của cộng đồng tại địa phương có đồng thuận cho xây dựng hay không. Theo ông Lên, trường hợp tỉnh có thống nhất cho doanh nghiệp xây dựng tượng thì sở cũng phải trình lên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thẩm định lại. Vì vậy, nói tóm lại, việc doanh nghiệp xây dựng tượng trên là trái phép. Ông Lên khẳng định, tỉnh và các sở ngành luôn tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp phát triển du lịch kinh tế, nhưng việc xây dựng tượng phải tuân thủ theo quy định. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, ngày 1 tháng 3 tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh mời doanh nghiệp, người dân địa phương, các sở ngành họp bàn thống nhất cách giải quyết, sau đó cung cấp thông tin cho báo chí về hướng xử lý.